tiếp theo của môn khoa học. Thầy xin tự giới thiệu, thầy tên là Nguyễn Văn Phát. Hiện nay thầy đang công tác tại trường tiểu học C Quốc Thái, xã Quốc Thái, huyện Tân Phú, tỉnh An Giang. Và bây giờ thầy mời tất cả các em cùng thầy đi vào tiết học nhé. Và bây giờ để cho tiết học chúng ta được thành công hơn thì các em có những lưu ý sao cần phải thực hiện cho thầy. Đầu tiên là các em chuẩn bị sẵn đồ dùng học tập, sách hướng dẫn học khoa học lớp 5 quyển 1. Tập trung lắng nghe và làm theo yêu cầu của giáo viên. Hoàn thành bài tập mà thầy đã giao trong quá trình học tập. Trước khi đi vào bài mới, chúng ta sẽ cùng nhau khởi động. Thầy có một số câu hỏi sau, các em sẽ quan sát và trả lời cho thầy. Câu hỏi đầu tiên, có mấy loại tơ sợi, đó là những loại nào? Bây giờ các em sẽ suy nghĩ lại xem kiến thức ở bài trước và trả lời cho thầy là có mấy loại tơ sợi, đó là những loại nào? Chúng ta quan sát lên màn hình và xem câu trả lời của thầy nhé. Đó là có hai loại tơ sợi tự nhiên và tơ sợi nhân tạo. Được chưa các em? Thầy có lời khen cho những bạn có đáp án giống với thầy nhé. Tiếp theo câu hỏi của thầy đó là tơ sợi tự nhiên có nguồn gốc từ đâu? Tơ sợi tự nhiên có nguồn gốc từ đâu? Các em sẽ suy nghĩ câu trả lời cho thầy. Và bây giờ chúng ta sẽ quan sát lên màn hình và xem câu trả lời của các em có giống với thầy hay không. Tơ sợi tự nhiên có nguồn gốc từ thực vật như sợi bông, sợi đai, vân vân. Tơ sợi tự nhiên có nguồn gốc từ động vật như là tơ tằm. Được chưa các em? Bây giờ chúng ta sẽ đi vào hoạt động luyện tập thực hành. Ở hoạt động này, thầy trò chúng ta sẽ xem lại các em đã nắm được kiến thức ở những bài trước như thế nào thông qua những nội dung sau. Chúng ta đi vào hoạt động 1 nhé các em. Ở hoạt động này, chúng ta sẽ làm việc với sách giáo khoa. Các em chuẩn bị sách cho thầy nha. Và bây giờ yêu cầu chúng ta là trong các bệnh sốt xuất huyết, sốt rét, viêm não, viêm gan A, F, bệnh nào lây qua cả đường sinh sản và đường máu. Bây giờ chúng ta sẽ nhớ lại những kiến thức của những bài trên và cho thầy biết bệnh nào lây qua cả đường sinh sản và đường máu. Các em suy nghĩ cho thầy câu trả lời nhé. Sau khi có đáp án cho câu trả lời của các em thì bây giờ các em sẽ quan sát lên màn hình xem câu trả lời của các em có giống với thầy hay không. Trong các bệnh trên thì có bệnh F lây qua cả đường sinh sản và đường máu. Được chưa các em? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện yêu cầu tiếp theo. Ở đây người ta sẽ cho chúng ta quan sát 4 bức hình 1, 2, 3, 4. Các em sẽ quan sát các hình này và cho thầy biết là thực hiện theo mỗi hình dưới đây, bạn có thể phòng tránh được bệnh gì trong các bệnh sau: sốt xuất huyết, sốt rét, viêm não, viêm gan A. Rồi như vậy chúng ta sẽ quan sát từng hình. Lát nữa thầy sẽ cho các em xem từng hình như là hình 1. Các em sẽ suy nghĩ coi, thí dụ các em thực hiện theo hình 1 thì các em sẽ phòng tránh được bệnh gì. Bây giờ các em sẽ chuẩn bị cho thầy nhé. Chúng ta lưu ý rằng những bức hình này là những bức hình rất quen thuộc, chúng ta đã từng học trong các tiết trước rồi đây các em. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng cái hình này để xem thực hiện theo hình này chúng ta sẽ phòng tránh được bệnh gì nhé.
Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào hình 1. Ở hình 1, một bạn nhỏ này đang ngủ ở trong một chiếc màn nè. Như vậy chúng ta khiên biết rằng khi ngủ màn chúng ta sẽ phòng tránh được bệnh, đó là bệnh sốt xuất huyết, sốt rét, viêm não. Như vậy thực hiện theo hình 1 chúng ta sẽ phòng tránh được những bệnh này. Tại vì sao? Bạn nhỏ này là ngủ màn để tránh bị mũi đốt. Bạn phải phòng tránh được bệnh sốt xuất huyết, sốt rét, viêm não. Vì khi ngủ màn bạn sẽ không bị những con mũi nó truyền các loại bệnh. Được chưa các em? Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào bức hình số 2. Bạn nhỏ rửa kỹ tay trước khi ăn. Như vậy hành động hay việc làm này của bạn nhỏ sẽ phòng tránh được bệnh viêm gan A. Được chưa các em? Này, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi đại tiện, phòng tránh bệnh viêm gan A, vì những bệnh đó lây qua đường tiêu hóa. Được chưa các em? Khi chúng ta rửa tay sạch thì những cái yếu tố dịch bệnh dính vào tay chúng ta sẽ bị rửa trôi đi. Tiếp theo, thầy trò chúng ta sẽ đi vào cái hình số 3. Hình số 3 này vẽ một bạn nhỏ đang uống nước đã đun sôi để nguội. Như vậy, việc làm này sẽ phòng được bệnh đó là bệnh viêm gan A đấy các em. Như vậy, bạn nhỏ uống nước đã đun sôi để nguội để phòng bệnh viêm gan A. Vì trong nước lã có thể chứa nhiều mầm bệnh, vì vậy cần uống nước đã đun sôi để nguội. Các em lưu ý, trong cuộc sống cũng vậy, chúng ta cố gắng thực hiện được việc uống nước đun sôi để nguội sẽ phòng được rất là nhiều bệnh, đảm bảo sức khỏe cho chúng ta nha các em. Chúng ta đi vào hình số 4. Đây, bạn nhỏ ăn những thức ăn đã được nấu chín. Như vậy, việc ăn thức ăn được nấu chín thì sẽ phòng được bệnh viêm gan A. Vì trong thức ăn sống hoặc thức ăn ôi thiêu chứa rất nhiều mầm bệnh. Được chưa các em? Như vậy, thầy có lời khen chung cho tất cả các bạn đã có những cái đáp án sống với đáp án của thầy. Còn những bạn nào mà trả lời chưa đúng thì chúng ta cố gắng, chúng ta sẽ xem lại bài kỹ hơn nha các em, để chúng ta có thể làm bài thật tốt khi kiểm tra học kỳ 1. Này, chúng ta có thể quan sát thêm hai cái hình này nè, nói lên cái việc vệ sinh nhà ở và môi trường xung quanh. Chúng ta thấy việc này rất là quan trọng. Khi chúng ta vệ sinh nhà ở và môi trường xung quanh thì chúng ta sẽ diệt được lăng quăng nè, bọ gậy nè, được chưa? Chúng ta có thể phòng được bệnh sốt xuất huyết nè, chúng ta có thể phòng được bệnh sốt rét nè, được chưa? Chúng ta có thể diệt được những con muỗi trung gian truyền bệnh. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào hoạt động 2, đó là hoạt động thực hành. Ở hoạt động này, nhiệm vụ của các em sẽ như sau. Các em sẽ chọn cho thầy 3 loại vật liệu. Các em sẽ nêu được đặc điểm, nè, tính chất, nè, hoặc giả chúng ta sẽ nêu công dụng của vật liệu đó. Chúng ta đã học ở những tiết trước, gồm có thể là vật liệu như sau. Là vật liệu tre, nè, vật liệu mây, nè, vật liệu sông, nè. Được chưa các em? Hoặc giả là thủy tinh, nè, chất dẻo, nè. Được chưa? Đồng nè, nhôm nè, ngói nè, gốm nè. Được chưa các em? Bây giờ hoạt động này chúng ta sẽ thực hiện cá nhân các em. Chúng ta sẽ ghi cho thầy, chúng ta hoàn thành những yêu cầu đó trong thời gian 5 phút. Hết thời gian 5 phút, thầy sẽ trình chiếu lên cái đáp án của thầy. Hoặc giả chúng ta phải đối chiếu lại như thế nào nhé.
ta lưu ý, thí dụ các em có nắm được kiến thức thì chúng ta có thể thực hiện rất là nhanh. Các bạn nào mà chưa có nhớ lại bài thì chúng ta có thể mở sách ra để chúng ta quan sát lại một lần nữa, để chúng ta củng cố thêm và chúng ta ghi nhớ thêm kiến thức nha các em. Và thời gian cũng gần hết rồi, bây giờ các em sẽ ngưng lại và chúng ta sẽ quan sát lên màn hình xem đáp án của các em có giống với thầy hay không. Đây, bây giờ chúng ta quan sát nha các em. Đầu tiên thì chọn vật liệu tre, đặc điểm tính chất là cây mọc thẳng, cao khoảng 10 đến 15 mét, thân rỗng ở bên trong, gồm nhiều lớp thẳng, cứng, có tính đàn hồi. Công dụng của tre này là làm nhà, làm đồ dùng trong gia đình. Tiếp theo là thầy chọn nhôm. Nhôm là màu trắng bạc, có ánh kim, có thể kéo thành sợi, giác mỏng, nhẹ, dẫn điện và dẫn nhiệt. Không bị gỉ, tuy nhiên bị một số axit ăn mòn. Công dụng của nhôm là chế tạo dụng cụ làm bếp, làm vỏ đồ hộp, khung cửa và một số bộ phận của ô tô, tàu hỏa. Vật liệu thứ ba đó là đồng. Đồng thì có màu đỏ nâu, có ánh kim, dễ giáp mỏng và kéo sợi, dẫn nhiệt và dẫn điện tốt. Đồng được sử dụng làm đồ điện, dây điện, một số bộ phận của ô tô và tàu biển. Các em có thể quan sát lại một lần nữa để xem cái cấu trúc và cái cách làm của cái nội dung này. Như vậy, những bạn nào chưa hoàn thành thì chúng ta cố gắng hoàn thành được nội dung này nha các em. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào một nội dung tiếp theo. Thầy sẽ cho các em chơi một trò chơi có tên là rung chuông vàng. Ở trò chơi này thầy sẽ đưa ra câu hỏi và các đáp án. Nhiệm vụ các em là sẽ chọn đáp án đúng, được chưa các em? Sau đó chúng ta sẽ quan sát lên xem đáp án của mình có giống với thầy hay không. Chúng ta đi vào câu hỏi số 1. Để làm cầu bắc qua sông, làm đường ray tàu hỏa, người ta sử dụng vật liệu nào? Thầy có 4 đáp án, đó là nhôm, đồng, thép và gang. Chúng ta sẽ nhớ lại bài này. Chúng ta sẽ xem để làm cầu bắc qua sông thì người ta sẽ sử dụng loại vật liệu nào. Rồi chúng em sẽ suy nghĩ cho thầy trong thời gian là 5 giây. Và thời gian 5 giây chúng ta đã hết. Các em sẽ quan sát lên màn hình xem đáp án của các em có giống với thầy không nhé. Đáp án là C. Để làm cầu bắc qua sông, người ta sử dụng vật liệu đó là thép. Chúng ta sẽ vào câu hỏi số 2. Để xây tường, lát sân, lát sàn nhà, người ta sử dụng vật liệu nào? A. Gạch. B. Ngói. C. Thủy tinh. Chúng ta sẽ suy nghĩ cho thầy trong thời gian 5 giây. Và 5 giây đã hết. Chúng ta sẽ quan sát. Đáp án của thầy đó là A. Gạch. Được chưa các em? Bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu hỏi số 3. Để sản xuất xi măng, tạc tượng, người ta sử dụng vật liệu nào? A. Đồng. B. Sắt. C. Đá vôi. Và D. Nhôm. Bây giờ thời gian suy nghĩ chúng ta là 5 giây. Sau 5 giây thì chúng ta sẽ quan sát lên màn hình và xem đáp án của thầy nhé. Đó là đá vôi. Số 4. Để dệt thành vải may quần áo, chăn, màn, người ta sử dụng vật liệu nào? A. Tơ sợi. B. Cao su.
C là chắc dẻo. Thời gian 5 giây chúng ta bắt đầu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quan sát đáp án nha các em. Đó là A, tơ sợi. Như vậy, để dệt thành vải may quần áo, người ta sử dụng tơ sợi. Và thầy có lời khen cho những bạn có đáp án giống với đáp án của thầy trên màn hình. Còn những bạn nào trả lời chưa đúng thì chúng ta cố gắng, chúng ta xem lại bài kỹ hơn nha các em. Để trong cái đợt kiểm tra cuối kỳ 1 này, các em sẽ đạt được thành tích tốt nhất. Và cái nội dung học tập của tiết 1 ở trong cái bài ôn tập kiểm tra học kỳ 1 hay là bài ôn tập con người và sức khỏe đó, chúng ta đã kết thúc. Chúng ta cố gắng, chúng ta học bài nè, chúng ta xem lại bài cho thầy và chúng ta chuẩn bị bài sau ở tiết 2 để cho các em. Như vậy thì thầy có một dặn dò các em như sau. Hiện nay do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, chúng ta cố gắng tuân thủ tốt nguyên tắc 5K để đảm bảo sức khỏe cho chúng ta nha các em. Rồi, thầy xin chào các em, chúc các em học tập tốt.